950.000 sub Mr. Carrot biến thành phụ nữ. 955.000 sub người xem video này có skin riêng. Yakinatsumi 2 đã đến một mốc nào đó thì mình sẽ thực hiện theo cái bản này. Đặc biệt, nếu kênh của mình đạt 1 triệu sub thì mình sẽ show mặt sau 5 năm. Nào, các bạn hãy cùng subscribe kênh đi. Cảm ơn các bạn nhé. Khu rừng cấm ấy. Chính vì thế, khi thấy cậu ấy bắn bởi tên ma sói, ta lại nhớ đến người bạn năm xưa gặp tai nạn. Nghĩ lại thì buồn thật đấy. Thôi tạm biệt, chúc cậu ngủ ngon. À ha, phát hiện ra người rửa tay mà không tắt vòi nước rồi nha. Người sẽ bị phạt. Cẩn thận. Ha 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 ha, kẻ phạm luật sẽ bị trừng trị. Đừng quên rằng ta hoạt động đến tận 6 giờ sáng lượng nha. Ây da, vụ nổ to quá. Neka, ôi không, cô ta đã bị cắn rồi sao? Hả? Ủa, Neka, Neka, ơ không phải, đây là sao cậu ấy dậy đấy thế này? Quần áo, giày và cái mũ cậu ta để lại. Cậu ta đâu rồi? Cậu là ai? Khoan đã, đừng có nói là cậu là, cậu là Neka nhé. Neka, cậu lại nghe trang ngay từ đầu sao? Mà không phải, có khi nào cậu thật sự cũng không phải tên là Neka? Này, có đây đi chứ. Cậu thật sự cậu là ai? Tôi gần hơn cậu nghĩ đấy. Bây giờ mà cậu có chưa nhận ra sao? Gần hơn tôi nghĩ á? Cậu là gì? Neka, tôi đâu có giờ quen ai tên là Neka đâu. Ừ, khoan đã. Cách đây một hôm, tôi có thử xem danh sách lớp. Tôi có xem qua cái tên của cậu rồi. Cậu là Nekajimi. Tên ngốc. Thử xếp tên tôi ngược lại xem nào. Nekajimi đọc ngược lại là I am Jaken. Jaken, anh hai đó có phải không? Chính xác. Cái thằng quỷ này, sao bây giờ mới nhận ra anh hả? Anh Jaken thật sao? Jaki, lời anh em ta không bị nhau, đi với anh nào. Ui, anh nhìn từ bây giờ rồi, đi muốn tôi ngọt thôi em. Khoan đã, bỏ em xuống nào. Sao thế, hồi đó anh cõng em hoài mà, giờ thì ngại à. Nước ngọt. Wow, lâu chưa về nồi chim, bây giờ có cả hãng Ripper Cola, Slam Soda, Enderfish, Flash. Nhiều quá không biết chọn gì, thôi chọn hết vậy. Mua 50 chai nước ngọt nhé. Nhìn nó ngọt quá đi, đây là thiên đường mà. Jaki, làm mày chai đi em, hãy hết lời gì cũng được, anh cho đó. Hả? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không mà uống nước ngọt? 3 giờ sáng rồi đó, ăn còn sơ mập hay là sâu răng à? Thôi nào, Jaki, khi cỡ tới gì tầm này, lâu rồi hai anh em ta chưa gặp nhau mà, sao bữa đi. Chị hỏi anh vậy, bố mẹ mà biết được là em đổ thừa cho anh đấy. Giờ 3 giờ thôi, hai anh em mời ra ngoài tâm sự đi rồi về ngủ. Giờ mới 3 giờ thôi á, anh nói nghe như còn sớm lắm vậy. Thôi, ngủ rồi sáng mai anh nói cũng được anh. Cứ nghe lời anh, nó vui lắm. Hả? Vậy thế, sao anh lại chuyện em ra chỗ này, đằng sau trường học? Vì nơi này có lối đi bí mật, 100% chỉ có mỗi anh biết thôi. Chúng ta sẽ lén ra khỏi trường này để đi chơi. Hả? Một lối đi bí mật, lén ra khỏi trường này? Anh có ổn không đó? Hay là nhịn uống nước ngọt nhiều nên anh bị chập dây thần kinh rồi? Chỉ cần bước ra khỏi trường này á là bị nổ tung đó anh à. Không tôi anh à, đi theo anh, nhìn nó kỹ nhé. Em nhìn này, chỗ này có một cái lỗ phải không? Chui qua theo anh. Được rồi, em qua đi. Hả? Có thể là như thế sao? Không, không thể tin được, chúng ta có thể thoát ra khỏi trường mà không bị nổ tung. Cái này chẳng khác gì câu lát trong game cả. Sao, bất ngờ chị em trai của ta. Chúng ta cùng vào châu anh phố nào.
Chà, lâu rồi chưa đi chơi với anh, giờ vui ghê á. Em thích Lâm có đúng không? Mà chán em ghê á, hồi tối nghe giọng anh không nhận ra à, mà còn hỏi anh là ai nữa. Thì lâu quá mà, 5 năm rồi không gặp, anh sống ở Canada lâu quá riết giọng anh bây giờ la tiếng người ở đó rồi. À, mà mắt của anh bị sao thế? Anh bị đau mắt à? Ừ, hôm trước chơi bóng bầu dục Canada ở trường, có thằng kia quăng trái bóng bầm tím mắt anh luôn. Bác sĩ phải dặn là anh bị mắt điều trị trong vài tháng. Ui, nghe đâu thế? Của em thì sao giờ kia? Giờ này thế nào rồi? Sao giờ lại để tóc dài? Dạ, trước kia em gặp chuyện buồn nên phải ở nhà suốt 6 tháng liền nên chưa cắt tóc. Gần đây là kể từ khi tham gia lễ hội Ma Sói, em đã quen được rất là nhiều bạn bè à. Vui lắm, có Erika, Ami nè, Gio nữa, mà cậu ta hiện tại đã tham gia lễ hội Ma Sói ở trường khác rồi. Chuyện buồn á? Em gặp chuyện gì thế? Anh chưa nghe chuyện này nhỉ? Sao? Chú Zaku mất tích rồi à? Vâng, em nghi ngờ là chú đang hoạt động trong một tổ chức gì đó trong rất là bí ẩn. Được rồi, sau khi hết trò chơi này anh sẽ cùng em tìm kiếm chú ấy nhé. Nghe mà tò mò quá đi mất. Em vừa ngủ chưa? Chúng ta về thôi. Nãy giờ chúng ta chơi cũng cả tiếng rồi, chắc cũng đã hơn 4 giờ. Ngày mai lên lớp thế nào cũng bị ngủ gật cho mà xem. Đừng lo, thời gian ở bên ngoài trường học đợi nó bị ngưng động mà em. Hãy nhìn đồng hồ xem. Hả? Mới chỉ có 3 giờ sáng thôi á. Ủa sao kỳ vậy? Thời gian chỉ trôi đi khi chúng ta ở trong trường Ma Sói, còn ở bên ngoài thì không có khái niệm thời gian. Ồ, ra là thế. Thảo nào khi kết thúc trò chơi thì ở thế giới bên ngoài mới xảy ra được vài giây vậy. À, mà em nên lưu ý là cái lỗ hổng đằng sau cái trường học chỉ hoạt động từ 3 giờ sáng trở đi thôi nhé. Cái thời gian còn lại để không có thể dụng. Ồ, em nhớ rồi. Có chuyện gì vậy anh? Nó nhỏ thôi, để anh đi chuyển lên cao. Hả? Tại sao chúng ta phải di chuyển lên sân thượng vậy anh? Bộ, chúng ta đã bị Mr. Cross phát hiện trốn ra ngoài rồi hả anh? Không đâu, em đã nhìn ở dưới kia kìa. Ồ, em thấy rồi, có một nhóm khoảng 3 người ở dưới kia. Hả? Khoan đã, có người ở ngoài này á? Có thể đó là học sinh tham gia trò Ma Sói ở trường khác, và họ không biết cách lẻn ra ngoài vào lúc 3 giờ sáng như anh vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta phải trốn chứ? Tốt nhất là không nên chạm mặt nhau thì tốt hơn. Lỡ có xảy ra xung đột, chứ ở trong thế giới đang bị ngưng động này, e là sẽ không ai biết mà hồi sinh chúng ta được. À, thôi chết, anh đã chạm mắt với họ rồi. Mong được chuyển thấy anh nào, giờ chuyển ngay ngay là tốt. Về rồi, Yaki, muốn chơi với trường lại nào? Vâng, em biết rồi. Anh ơi, liệu họ có thể chui qua cái lỗ này và xâm nhập vào trường của chúng ta được không? Em lo quá. Em yên tâm, mỗi trường học đều có một danh sách học sinh riêng. Nếu nằm ngoài danh sách thì sẽ không vào được. Thôi, về ngủ nào, em đừng có kể về cái lỗ này với ai nhé. Nếu không là họ sẽ đi lạc đấy. À, vâng, em hiểu rồi. Đến giờ ăn sáng rồi, dậy đi dậy đi. Đến giờ ăn sáng rồi, dậy đi dậy đi. Trời ơi, cái tôi ngủ coi chứ nô, đâu phải vì có cậu ở đâu. Hả? Hả? Anh Yakin, sao anh lại ở đây? Thì đêm qua anh ngủ ở đây mà. Luật của Mr. Carrot là cứ mỗi ngày là thay bạn cùng phòng một lần. Ồ, vậy ư? Xuống ăn sáng nào em, anh không phải ứng có mấy đứa cùng lớp khi thấy anh lộ diện. Hả? Nè, anh đừng có nói phải vẩn gì về em đấy nha. Nè, anh đứng lại. Chào mừng các bạn đã đến với yakistore.vn, shop nick Roblox chính hãng. Vòng quay Roblox may mắn hấp dẫn, ác Roblox cơ hội trúng ác cực VIP. Dịch vụ Roblox chính hãng uy tín tự động 100%. Hãy đến với yakistore.vn.
Neka, là cậu đó sao? Chính xác. Xin lỗi vì đã lừa các cậu bấy lâu nay. Tôi cải trang là để tạo sự bất ngờ cho đứa em trai bé bỏng của tôi, Yaki. Trời ạ, à, đã bảo là anh đừng có nói lan man mà. Em trai bé bỏng à? Nè, đừng có hồ heo chứ. Hồi trước cậu cũng từng kể về anh trai đang du học ở Canada. Thì ra là anh ta. Yo, Canada hả? American đây, chúng ta là homie kể từ bây giờ, bro. 18 tuổi lượng á. À, chào anh, ở đây chắc là ai cũng nhỏ tuổi hơn anh rồi. Rất vui được làm quen với anh, mong anh chỉ bảo. Trời mọi người ơi, tôi vừa kiểm tra thông tin cá nhân của ông anh Jay Ken đây. Ổng hạng 200 lượng đó. Chào đồng chí, tôi là Jun Ho, đến từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Và tôi... À, tôi đối rồi. Thôi, nói chuyện với mọi người sau nha. Chào bye bye, cho tôi cánh gà rim coca, thịt ba chỉ kho Pepsi, cá kho 7up, hủ kho Mirinda, thịt bò om Big Cola, thịt viên om Mountain Dew và gà kho Fanta nhé. Ok, có liền, đợi tôi một tí. Hả? Sao đồ ăn toàn là nước có ga không vậy? Lần đầu tiên tôi nghe nó lên đó. À, tôi bình nói các cậu biết, anh trai tôi nghỉ nước ngọt, uống rất là nhiều mỗi ngày. Sáng uống, trưa uống, chiều uống, trước khi ngủ cũng uống nữa. Ngay cả đồ ăn phải nấu với nước ngọt thì ăn mới ngon miệng. Sướng thế, ước gì tôi cũng được uống nhiều như vậy. Các cậu đừng có để ý nhé. Yeah yeah, ngon quá. Tụi em biết không, vì để kể trang thành Neka, anh đã nhập tâm đến mức mấy ngày liền không uống nước ngọt vì sợ bị nghi ngờ đó. Ôi trời, chỉ do cực vậy. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu các em có mặt tại phòng 205. Tuyệt, đã giờ học rồi, anh hiện học lớp 12. Mấy đứa có bài gì không hiểu hay nhau anh nhé, đặc biệt là Yaki. Khoan đã, mình nhớ ra rồi, anh Jay Ken sở hữu gen di truyền từ mẹ, toàn học giỏi nhất lớp. Chào cả lớp, xin được giới thiệu, tôi là Mr. Carrot, giáo viên dạy môn toán. Ôi, mình ghét môn này, khi nào có thể dục nhỉ? Toán hả? À, đúng môn tụ của tớ rồi. Được rồi, tôi sẽ đưa ra những câu hỏi về những con số. Các em phải trả lời cho tôi. Nếu trả lời chậm thì sẽ bị trừ điểm. Trả lời nhanh thì điểm cao. Còn không trả lời được tức là không điểm. Các em hiểu chưa? Santo, cứ lên kể cho thầy biết thứ gì có liên quan đến số 1 đi. Vâng, thưa thầy. Thứ có liên quan đến số 1 là một con vịt ạ. Trả lời đúng, nhưng mà chậm quá. Santo, 5 điểm. Cô Phi, cho thầy biết bộ phận cơ thể nào có hai cái? Tay ạ, hai chân nè, hai mắt nè, hai lỗ mũi, hai lỗ tai. Trả lời một thứ thôi, sao mà trả lời nhiều thế? Cô Phi, 7 điểm. Erika, cho tôi biết động vật nào có liên quan đến số 3? Hả? Vâng, sao nghe lạ thế? Thịt ba rồi ạ? Không hẳn là sai, cũng là liên quan đến động vật. Nhưng mà trả lời là có 33 thì sẽ được điểm cao hơn. Erika, 6 điểm. 6 điểm là ok rồi. Ami, cho tôi biết con vật nào có liên quan đến số 4? Thưa Mr. Carrot, là con ngựa có 4 chân ạ. Tốt, Ami, 10 điểm. Kana, hãy kể cho tôi biết thứ liên quan đến số 10. 10, đồng tháp 10 ạ. Trả lời chỉ được tự tin lắm. Kana, 6 điểm. Mì, hãy cho tôi biết thứ liên quan đến số 1. Thưa Mr. Carrot, Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới ạ. Ừ, trả lời có sáng tạo. Thay vì là số 1 thì em nói là nhất. Mì, 10 điểm. Johan, cho hãy biết thứ có liên quan số 9. Là gà kính cửa ạ. Tốt, nhưng mà cần trả lời nhanh hơn một tí nữa. Johan, 9,5. Juno, hãy cho tôi biết thứ gì có liên quan đến số 95. Thưa Mr. Carrot, là nhân dịp 95 năm kỷ niệm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ạ. Chà, một câu trả lời ta cũng không ngờ đến. Thôi được rồi, Junho, 10 điểm. Người xem video này, cho thầy biết Mr. Carrot sẽ trở thành phụ nữ khi có bao nhiêu đăng ký? Dạ là... Có kết quả rồi, là 950.000 sub ạ. Tốt, nhưng đây là hơi chậm. Người xem video này, 8 điểm.
Enma, hãy kể về thứ có liên quan đến số 0 cho tôi. Vô, thưa thầy, không có người thầy nào đẹp trai như Mr. Carrot cả. Ai giờ khác em định tôi hả? Thôi biết tôi thích lắm không? Enma, 8 điểm. Yaki, hãy cho tôi biết trong lớp này có bao nhiêu người. Đừng khó thế nào, ra là đọc sĩ số lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thưa Mr. Carrot, lớp này có 12 người à? Sai bét, em quên tính tôi rồi, là 13 người. Yaki, 6 điểm. Ôi trời ạ, à, mình quên mất, hỏi gì đánh đấu nhau quá. Yaken, cho thầy biết 100 trừ 200 trừ 300 bằng bao nhiêu? Đây rồi, đây là lúc anh trai mình tỏa sáng, người sở hữu trí thông minh từ mẹ. Yaki, đã đến lúc anh cho em biết về sự thật rồi. Hả? Có chuyện gì vậy anh? Thật ra anh đã mất trí khôn từ mẹ, chuyển sang trí khôn của bố từ lúc đi du học Canada rồi. Hả? Đó là nhanh nào. Vâng, thưa Mr. Carrot là bằng... không ạ. Trả lời sai bét. Gia Ken, không điểm. Anh Gia Ken còn nhỏ hơn cả mình nữa. Anh không thể nào gây ra não như mình mà sẽ sở hữu trí khôn từ bố đến cuối đời luôn ư? Ok, tất cả đã có kết quả rồi. Người được thưởng hôm nay sẽ là... May, vì em là người trả lời thông minh và sáng tạo nhất ở lớp này. Tuyệt vời, cuối cùng cũng được thưởng rồi. Vào tối nay, em sẽ được thưởng thuốc tàng hình. Khi uống vào, thì cơ thể của em sẽ vô hình trong 15 phút. Lưu ý, nếu không dùng, thì đến 3 giờ sáng, thuốc sẽ tự động biến mất. Ui, nếu mày là ma sói mà lại uống thuốc tàng hình vào nữa, thì sẽ rất là nguy hiểm lắm đây. Không, tôi không phải là ma sói đâu, các cậu đừng có lo. Thôi Mr. Carrot, vậy ai sẽ bị phạt ạ? Là người có số điểm thấp nhất lớp, Yaken, chứ còn ai nữa. Vào tối nay, em sẽ bị phạt làm hết bài tập về nhà cho cả lớp. Nếu không làm xong kịp cho đến 3 giờ sáng, thì sẽ bị loại ngay lập tức. Trời, làm hết cho cả lớp á? Vô, tuyệt, tối nay đã phải làm bài tập về nhà. Anh Yaken phải chép bài tập cho 12 người lận đó. Được rồi, đã hết giờ học. Hẹn gặp lại các em vào 11 giờ tối nay cho cuộc bỏ phiếu. Thôi mà không sao, giải bài tập về nhà một lần thôi, sau đó chép lại 12 lần vẫn kịp mà. Tối nay anh thấy trốn ở đâu đó an toàn rồi tiến hành làm thôi. À quên, tôi quên nói điều này. Trong lúc bị phạt, em sẽ phải ngồi ở trên một chiếc bàn cố định nằm giữa sân trường, không được rời khỏi bàn, không được xê dịch. Nếu phạm luật thì sẽ phải giải lại bài tập ngay từ đầu. Trời ơi, chơi vậy hả? Chơi lại. Vậy nha, bye các em. Anh cho Ken đừng có lo, vào tối nay em sẽ giúp anh làm bài tập về nhà cho. Ôi, thôi là cấm động. Khoan đã, em học hành thế nào rồi? Anh yên tâm, em học ổn lắm. Thế hả? Chắc không con trai. Chắc chứ. Ôi không, tại sao hôm nay mình lại cái bộ nào có bố chứ? Jasper, ta đã theo dõi về màn trình diễn của ngươi vào lần trước rồi. Thật là đáng thất vọng với danh hiệu Macaron Phu Sa Mạc với thứ hạng 99. Lỗi là tại tôi. Thôi bệ hạ, xin hãy cho tôi một câu hỏi. Nhờ vậy, ta mới biết được thứ hạng thật sự về trình độ của ngươi. Ta sẽ đánh giá lại, ngươi chỉ đáng xếp hạng thứ 300 thôi. Thưa lãnh chúa, sao có một Macaron tiến hóa rồi ạ? À? Lần này, chúng ta sẽ cử ai đến một ngôi trường ở nơi chim đây? Ta đã quyết định rồi. Người này có lẽ là sẽ là hợp đây. Santiago, ta tin tưởng ở người. Vâng, ta tạ lãnh chúa. Cảm ơn ngài đã tin tưởng ở tôi. Bây giờ thì ta xin phép lên đường đây. Thôi hứa là sẽ cho ngài thỏa mãn con mắt. Alo, em hết xài quỹ cả các ba series lấy học ma sói bị độc bằng người vào thời gian muốn đêm. Thầy nhớ tham gia hội viên của mình nha. Chỉ có 30k thôi. Xin cảm ơn.